Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại nhá. Tôi đã quay trở lại với các em ở đây. Ok các em. Đây. Đây. Đấy. Căn phòng tầng 2 cực kỳ đẹp của tôi các em ạ. Tôi đã trang trí nó rồi đấy. Đây. Tôi giới thiệu qua mấy cái rương cho anh em nhá. Đây. Rương này là rương để những cái đồ lung tung của tôi các em ạ. Đây. Đây là rương để đá này. Đấy, rương để dụng cụ này. Rương để gỗ. Đó. Thì hồi trước là anh em có nhớ là tôi để cái giường ở đây không? Nhưng vì sao tôi nhận ra cái giường để ở đây kiểu là tôi suy đa quá. Thì kiểu là tôi cảm thấy nó cứ vướng vướng sao ấy, cho nên là tôi phá đi rồi. Tôi để nó vào góc. Đó. Hợp lý hơn đúng không? Tôi để nó vào góc nó hợp lý hơn anh em ạ. Đó, và đây là cái rương để... khoáng của tôi anh em ạ. Tôi lấy một đống than này trông tôi tính đi hang động anh em ạ. Đấy, và đây là rương cái cây cối này. Đó. Còn hai cái rương này chưa có gì cả. Ok các em ạ. Tôi qua giới thiệu cho anh em một chút bên ngoài nhá. Đó, thì cái bên ngoài cũng chả có cái gì mới đâu. Tôi mang cái rương ra ngoài để tôi để đồ ấy mà. Đó. Tôi để thêm cái cuốc đá này để thỉnh thoảng tôi còn cào ruộng để tôi còn ấy mà. Không có gì mới đâu. Đó. Đó. Được cái là có thêm một cái gọi là cái chuồng. Nhầm ha. Cái vườn tre. Đó, được cái là có thêm cái vườn tre rất là đẹp. Đó, thì anh em có thể thấy là tre nó mọc rất là nhanh. Anh em chỉ cần chặt cái ngọn nhé. Đó, là ra được một cây khác rồi, rồi anh em lại trồng cái ngọn xuống. Đó là anh em sẽ nhân bản được mấy cái tre này lên nó rất là nhanh các bạn. Nó trồng rất là nhanh và nó rất là đẹp. Cái vườn tre này mà kết hợp với cái nhà của tôi trông nó rất là Nhật Bản anh em ạ, rất là đẹp. Đó. Ok các em ạ, thì trước khi vào video hôm nay thì anh em hãy like và subscribe với tôi với nhá. Nó free mà, nhưng mà đối với tôi là nó ý nghĩa lắm anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em. Thì hôm nay thì chúng ta cùng đi hang động anh em nhá. Tôi rất là muốn đi tìm được cái redstone này em ạ. Và kim cương nữa, nhưng mà theo tôi nghĩ là bây giờ tôi chỉ cần ít kim cương thôi. Bởi vì là mấy cái dụng cụ kim cương là mình có thể lấy được từ dân làng mà đúng không? Áo giáp, với kiếm này thì cuốc, rìu, sẻng các thứ mình đều lấy được hết từ dân làng các bạn. Đó, mình đều đi mua từ dân làng. Đó, vậy nên là tôi chỉ cần 2 viên thôi. Hoặc là thêm một vài viên nữa thôi, nhưng mà tối thiểu là 2 viên kim cương. Là mình để sau mình làm cái bàn phù phép ấy. Đó. Mục tiêu hôm nay của tôi ấy là tôi đang muốn đi tìm một là bạc này. Anh em nhìn sắt chứ. Sắt của tôi là sắp hết rồi này, đúng không? Đó. Và 2 nữa đó là redstone. Để sau này tôi còn làm được mấy cái máy farm này các bạn. Đó. Redstone quan trọng lắm. Là máy farm lúa, máy farm zombie các thứ hay lắm anh các bạn. Đó. Và nếu mà được ấy, nếu mà một số mình may mắn là kiểu mà được mình thần phù hộ hay gì ấy, thì mình phải tìm hang pha lê các bạn. Bởi vì là ẩn chứa đâu đó ở dưới mặt, ở dưới lòng đất là có một cái hang gọi là hang pha lê lấp lánh đẹp lắm. Hãy đi ngủ cái rồi đi vậy. Đi ngủ cái cho khỏe rồi đi. Rồi. Rồi. Ok anh em ạ. Đó, thì anh em có thể thấy là tầng 1 của tôi đang rất là chơi trọi anh em ạ. Tôi sẽ làm cái tầng hầm để tôi đi xuống. Tầng hầm làm tầng 1 luôn nhá. Lấy tí làm cái thang đã anh em ạ. Đúng rồi. Cái này là mình làm đúng rồi. Này mình làm. Rồi. Mình làm cái gậy bằng cái hộp ấy rồi mình. Ok. Cắt. Đó. Đây. Tôi chuẩn bị đồ để mình ấy ở đây. Đây. Gỗ là rất là quan trọng để cho anh em làm được than nhá. Gỗ và gỗ và than là cho anh em làm đuốc. Nó rất là quan trọng. Và bàn chế tạo nữa. Đó. Đấy, đi hang động thì anh em chỉ cần 3 cái này thôi. Tất nhiên là phải cần có giáp và các thứ rồi. Ok. Thì anh em có thể thấy là cái cuốc của tôi sắp hỏng rồi này. Nên là chúng ta dùng tạm cuốc đá nhá. Đây, một cái này. 1, 2. Và từ tôi cần phải có cái chắp đo chứ để tôi còn đóng vào đúng không? Chắp đo. Đâu ta? Không có à? Hết. Tôi làm thêm cái chắp đo anh em ạ. Ván gỗ đây. Rồi. Đấy, làm chắp đo bằng cái cửa này trông có giống sô-cô-la. Ok. Ok anh em ạ. Chết cha rồi. Hình như tôi quên nhảy các bạn. Từ từ tôi nhảy tí. 1, 2, 3. Nhảy này hơi vướng nhỉ. Tôi ra ngoài nhảy cái các bạn. 1 2, 3. Ok. Ok, anh em thông cảm nhá. Nhảy tí khởi động anh em ạ. Không khởi động chốc đang đi hành động bị chuột rút đấy, không đùa đâu. Đó, đây anh em ạ. Thử độ may mắn là tôi thực ra tôi rất là muốn đào cái hướng chéo này anh em ạ, thì kiểu là đào nó vào trong nhà mình thì nó, tôi cảm giác cái hướng này nó có gì đó nó may mắn anh em ạ. Ok, biết đâu đúng không? Này, ok, tôi đang tầng bao nhiêu nhỉ? Bây giờ muốn tìm kim cương đóng tầng 11 đấy anh em ạ. Ủa ôi, hình như tuổi tới 66 anh em ạ. Ok, khá là cao đấy. Rồi, tôi có nước chưa? Tôi có nước vào anh ạ. Nếu mà anh em mà đi hang động thì nước là cực kỳ cần thiết anh em nhá. Rồi, gì đây đây là một cái rãnh anh ạ. Hay nhỉ, vì sao nó có một cái rãnh ở đây nhỉ? Tôi nhớ là bình thường thì mấy cái rãnh là nó sẽ phải trồi lên trên mặt đất cơ mà ta. Vì sao mà nó lại có một cái rãnh thì nó lại không có trồi trên mặt đất nhỉ? Hay nhỉ, để xuống xem nào. Đấy, đây là gọi là cầu thang nước của tôi anh ạ, cực kỳ bá đạo. Từ từ anh ạ, tôi nghe tiếng skeleton nó bắn tôi ấy. Ủa, ui dồi ôi, đau thế. Từ từ nào. Ui đau thế. Ở đâu. Tôi không có cung rồi anh ạ, để qua xử nó anh ạ. Mày ơi ạ. Vì sao mà nó trâu thế anh em ơi? Rồi. Ôi, tôi dùng sẻng tôi đập thiếu chả trâu. Trời ơi, con Crick cứ nổ đi. Rồi, hay quá. Rồi anh em ạ. Ok rồi. Ô, có đồng. À không, mình không cần đồng đâu anh em ạ. Cái gì đây? Tôi mới nhìn, à đây rồi, có bạc rồi. Nó có cái nguồn nước ở đây nó ấy quá nhỉ, để chặn nó vào anh ạ. Đấy. Ủa, thầy ma đây à? Nó à? Ôi dồi ôi. Ủa, chết đi. Rồi, chết rồi. Đào tí bạc anh em ạ, đào tí. Tránh cái nào rồi. Ok, thôi rồi, cứ dùng cái cuốc bạc của mình đi nhỉ. Cứ dùng cho đến khi nào mà mình hỏng cái cuốc bạc đi. Đó, dùng cuốc bạc cho nhanh đi các bạn. Dùng cuốc đá lâu lắm. Ok, đó, đồng chả cần đâu, kệ đi. Khi nào mà tôi thấy đồng nó có tác dụng gì khác thì tôi sẽ dùng sau anh các bạn. Chứ thật chứ giờ đồng chả cả. Đúng rồi, tôi múc cái xô nước ở đây để tôi còn có nước để tôi đi hang động đã. Chứ cái xô kia là mình dùng để làm cái cầu thang nước rồi. Ok, từ từ anh ạ, tôi uống nước tí khát nước quá. Ok anh em ạ, chúng ta đi thôi. Chứ cha sao đoán mình thiếu ấy ta. Sao đâu, cứ đi đi anh em ạ. Tôi nói chung là tôi chơi cẩn thận lắm, tôi không nghĩ là tôi sẽ hết đồ ăn sớm đâu. Đây, có tí ấy này, tôi đào tí. Ok, đấy, đào nhiều tí anh ạ. Tôi không ngờ là hồi trước tôi đi hang động là tôi nhớ tôi đào khá nhiều đấy, mà không hiểu sao bây giờ tôi đã gần hết sạch bạc rồi. Công nhận là bạc quan trọng thật, anh em ạ. Cố gắng đào được 2 ô full bạc anh các bạn. Ngon nhỉ, vì sao cái hàng ngon nhỉ, mình gặp khá nhiều bạc ấy. Thường là mấy cái rãnh này là nó đưa mình xuống khá là sâu ấy. Tôi không biết là tôi đang ở tầng bao nhiêu rồi, để xem thử tôi tầng bao nhiêu. 47 à? Từ 66 xuống 47 à? Thế cũng không có xuống là sâu lắm nhỉ. Có đồng đẹp phết nhỉ, mà tôi chả cần đâu anh em ạ. Bởi vì là bản này đồng thì nó vẫn chưa có cái gì nhiều anh em ạ, chưa có gì nhiều đâu. Được cái là nó có cái ống nhỏm hay lắm. Tôi mong tôi có cái pha lê để tôi làm một cái ống nhỏm anh em ạ. Tôi sẽ ngắm tất cả mọi thứ anh em ạ, từ lợn cho đến skeleton rồi, từ một khoảng cách cực xa. Ô, có lava kìa anh em ơi, có lava kìa. Thế nhưng mà bây giờ mà xuống thì chắc cũng sao mình lên đúng không? để tôi tìm cái, để tôi làm cái đường tôi xuống á. Tôi làm cái đường đây, đào chỗ này ra, cắm cái đường vào đây mình xuống em ạ. Đây đi, hay nhở. Cái này là nó là một cái rãnh, nó kết nối với một cái rãnh khác ấy anh em ạ, ghê thật. Đây là cái kiến trúc ở đây, cái này nó có phải là cái bản update thì nó của cái này không? Ui, nước đẹp thế. Không vì sao lâu lâu tôi không chơi mà sao giờ mà tôi thấy nước đẹp thế. Ủa, what the hell, 3 con creeper. Từ từ. Sao lắm thế? Tôi nhớ là trong cái bản hang động update thì nó đâu có đề cập đến cái chuyện là hang động này là sẽ có nhiều creeper hơn đâu nhỉ? Để tôi xử lý các bọn này cho anh em xem này. Hình như là chúng nó không chào anh được các bạn. Chúng nó không chào anh được rồi. Ôi dồi ôi, đần như kìa. Đần. Tội đần. Tội không được à? Tôi đứng ở đây thì chúng nó có nổ không? Ôi trời trời trời. Ôi anh em ơi. Để tôi chặn cái lava này lại các bạn. Và tôi múc cái lava cho món đồ nóng bỏng. Đấy, một cục cực đẹp ở đây luôn. Ok, đào tía ấy nào. Sao tối à? Hết cái lava. Đấy, rồi. Ok các bạn, đào tía bạc ở đây nào. Ôi anh em ơi, cái này là cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Holy shit anh em ơi. Holy shit. Tôi có nhìn nhầm không? Ôi anh em ơi, hàng pha lê này đúng không? Trời ơi. Thế nhưng mà cái con creeper này thì sao lại có con creeper ở trong này? Thì bây giờ làm sao mà tôi vào được? Anh em ơi. Bây giờ tôi vào kiểu gì? Chết cha rồi. Từ từ anh em ạ, thấy cái đá này là cái đá gì? Cái đá này là lần tiên mà tôi thấy cái đá ở đây các em ạ. Wow, gì đây gì đây? Đá túp à? Đá túp là cái gì? Cái đá trắng trắng bên trong này là cái gì? Là canxi à? Canxit à? Canxit có phải canxi không? Hay giờ. What the hell? Cái đá này mình có làm được gì không? Từ từ ấy các bạn, từ từ ấy các bạn. Nói chung là mình chưa có biết công dụng của nó thì mình cứ để nó là ở lại chỗ cũ đi các bạn. Biết đâu là mấy cái đá này là nó gộp lại đã tạo ra được pha lê ấy. Thì chắc là nhờ mấy cái đá này nên. Đâu rồi? Vì sao tôi không thấy con đợi creeper rồi? Ở đâu rồi anh em ơi? Trốn đâu rồi? Hay quá nhở, cái hang pha lê nó vòm bên này trông đẹp quá nhở. Đằng kia rồi. Chết cha anh ạ, bây giờ tôi xuống nó nổ hỏng ấy của tôi sao? Bây giờ sao anh em ơi? Chết cha rồi, con đợi này. Trời ơi, bây giờ nó nổ hỏng ấy của tôi chết anh em ạ. Ở đây các bạn, tôi biết cách rồi. Thì cái con creeper này là nó có một cái đặc tính rất là hay các em nhá. Đó là nó chỉ nổ khi mà nó nhìn thấy mình thôi. Là mình phải đứng trong cái tầm nhìn của nó ấy, nó phải nhìn được mình thì nó mới nổ. Vậy nè, tôi sẽ thử cái cách kiểu là đánh rồi trốn xong được không? Căng quá nhở. Ở đâu rồi? Đây nghe ạ, chúng ta sẽ làm cái cách này. Đây. Vẫn chưa tới các bạn. Đây này. Chết này. Trốn. Ôi đây anh em ạ, an toàn. Ơi thôi. Ôi. Càng pha lê của tôi. Trời ơi. Trời ơi, vẻ đẹp tự nhiên của tôi. Nhưng mà không sao anh em ạ, cái cùng tăng xuống rồi. Ủa đẹp thế. Sao đẹp thế? Sao màu có đẹp thế anh em? Ui. Xịn nhờ. Tôi nhìn tối tôi thấy không đẹp chứ, thì tôi thấy nó thì tôi thấy thì nó không quá đẹp thế, nhưng mà tôi cắm nước vào nó sáng đẹp thật đấy các bạn. Holy shit. Cắm càng nhiều đuốc vào càng tốt đấy các bạn. Thôi đẹp lắm. Ui dồi ôi, được quá nhở, hay quá nhở. Ok các bạn, thì tôi cũng đã có xem trước về một chút về cá hang pha lê này ở trên mạng anh em ạ. Và tôi thấy nó không có đẹp như là mình chơi cái này đâu. Tôi không ngờ là cái lúc mà mình chơi thì tôi còn đẹp hơn cả tôi xem trên mạng anh em ạ. Đây các bạn, thì anh em có thể nhìn thấy mấy cái cục pha lê này không? Chúng nó đang cắm đây này, thì anh em nhìn thấy cái cục mà mấy cái pha lê nó đang được đứng lên không? Đây này là cái này này đó. Cục này là nó khác với mấy cục bình thường này nhá. Thì là mình chỉ trồng được pha lê nó vào mấy cục này. Để tôi phá cái pha lê đi cho anh em xem này. Tôi dùng cuốc đá tôi phá được không anh em? Không ra rồi. Nó không ra rồi. Mảnh thạch anh tím, khối thạch anh tím. À nó không ra rồi anh ạ, không ra rồi. Nếu vậy thì trồng vào đi. Không được à? Bây giờ sao anh em ơi? Chết cha rồi anh em ơi. Nó không cho tôi trồng vào. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Không trồng được à? Vì sao mà mình bị khối đẹp nhở? Để tôi dùng cuốc bạc đào thử. À được các bạn, mình dùng cuốc bạc thì được. Nhưng mà vì sao mình không trồng được nhở? Vì sao vậy ta? What? Tại sao vậy? Quái nào nhở? Nếu mà theo tôi xem thì mình có thể trồng được. Đây này thì anh em, thì mình có thể trồng được nó vào mấy cái mà nó có mấy cái gạch ở đây này. Thì mình trồng được nó vào mấy khối thạch anh, nó có cái gạch ở đây này. Nhưng mà không trồng được nhở? Thế là tôi xem nhầm nhở? Thôi các bạn, được rồi nhá. Chúng ta hiện tại là chỉ gọi là đẹp không này, đẹp không này. Đấy, đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Chúng ta hiện tại chỉ lấy 9 mảnh thôi các bạn. Chúng ta không nên lấy nữa đâu. Bởi vì là biết đâu là sau này nó hết nó. Bởi vì là mình đâu có trồng ở đâu, đúng không? Mình lấy hết chỗ này, sau này mình dùng hết pha lê rồi mình trồng ở đâu, đúng không? Thì làm sao mình mà nhân giống là thêm pha lê. Nhà thôi các bạn, để đây đã. Hàng đẹp quá, cứ để đây đã anh em ạ. Để trong hết tập này tôi vào tôi xem thử tiếp anh ạ. Xem thử xem là phải làm cái nào để xử lý được cái hang pha lê này. Ok anh em ạ, quá đẹp. Tôi sẽ đứng lên cái các bạn. Rồi, ủa ơi. Tôi muốn tìm Crestone nhưng mà gặp hàng pha lê cái xong quên mất cả cái nhiệm vụ tìm Crestone rồi. Rồi, xây đường lên rồi. Ok các bạn, ok. Đẹp quá, từ chụp cái ảnh đây các bạn, đẹp quá. Chụp cái ảnh. Xịn quá. Đây, tôi đứng vào đây chụp cho đẹp anh em ạ. Đẹp không anh em ơi? Ok, rồi, đẹp. Quá hợp lý các bạn. Quá hợp lý các bạn. Chúng ta sẽ đi đào thêm một chút bạc nữa nhá. Sau đó đây này, vì tôi nhìn thấy nó có một chút bạc nữa ở đây này. Đào thêm chút bạc nữa, sau đó thì chúng ta mới đi xuống bên dưới sau. Có con gì không? Tôi làm cái đuốc rồi, là cái đây cái đuốc rồi. À đúng rồi. Trông nữa là tôi còn lên nữa, tôi còn làm ống nhòm nữa mà. Mình cần đồng nữa là mình làm ống nhòm anh em ạ. Đó. Đợi tí tôi đào xong cái đống này xong chốc quay lên là ống nhòm anh em ạ. Rồi. Ok các bạn, xong rồi, không có nhiều, mình đi luôn thôi các bạn. Đi luôn thôi. Không có đào điếc gì nữa. Tạm thời dừng tìm redstone này các bạn. Từ từ nào. Rồi, đúng rồi. Đi lên nào. Ok các bạn, dừng tìm nhá. Đi tìm ống nhòm, đi làm ống nhòm nữa. Ok. Nào bơi nhanh lên ra. Chậm quá. Rồi. Đấy, thích quá. Đồng các bạn, đồng. Tối rồi. Ô. Em chào. Ô rồi. Thôi tụi em không chào anh nhá, tụi em không chào anh nào, anh xanh nhá. Dạ em không chào anh nhá. Có quái vật đang ở gần. Nguy hiểm quá anh ạ, tôi nhận ra mình cần làm cái cung anh các bạn. Nhưng mà tôi không có cái dây rồi, Được rồi, tôi làm ống nhòm trước nào, ống nhòm. Phôi đồng. Ống đấy rồi. Rồi ôi. Thạch anh này là quặng em ạ, cất vào đây ngay. Đấy, ủi quặng đẹp quá nhở. Tuyệt đi các bạn. Canxit à? Canxit và ấy thì chỉ là đá thôi đúng không? Cất vào đây đi. Ok. Thịt zombie à? Thịt zombie cất vào đồ ăn. À cây của tôi anh em ạ. Anh em thấy cây của tôi sáng không? Đó, cực kỳ xanh luôn, đẹp nhở. Rồi, chúng ta đi xuống thử xem thằng Creeper ở đâu rồi anh ạ. Ở đây đây, để ống nhỏ bên anh ạ. Để tôi ấy cho anh em xem này. Đấy, xem này. Đấy. Rõ không em ơi? Rõ không? Chưa không hiểu. Từ từ anh ạ. Tôi đứng yên tí anh ạ. Tôi không thấy cái tiếng bước chân của Creeper anh ạ. Nếu mà xung quanh nhà anh em mà có Creeper thì anh em mở cửa cái rồi thì anh em phải chạy ra xa nhà luôn chứ, chứ không Creeper nó nổ đấy. Thế mình đi ngủ rồi chưa? Mình đi ngủ rồi chưa? Nếu mà anh em mà nãy mà anh em kịp nhìn ấy, thì anh em sẽ không thấy thằng thương nhân đâu đúng không? Đó là bởi vì thằng thương nhân là cứ buổi đêm là nó sẽ uống thuốc tàng hình và anh em ạ, để nó tránh zombie ấy. Đó. Đó, anh em có nghe tiếng nó uống thuốc không? Cái đó là uống thuốc giải tàng hình đấy. Ủa đông thế. Sao đông thế? Mày đông với anh này. Mày ấy, mày này. Hả, mày. Chết luôn này. Chết này. Ủa chết rồi. Tôi nhảy hỏng ruộng thôi. Khá là đông anh em ạ. Thức có một đêm thôi mà khá đông. Để tôi đào cái ấy rồi trồng lại cái nào. Đưa đây nào. Rồi. Nó chả con à, con à, con à. Ôi. Ôi thế nào mà nó đánh tôi mà tôi lại không bị cháy nhở. Rồi, nào đã. Kệ bố đi. Ơ, cái cuốc của tôi đâu rồi? À đây 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 đây. Rồi anh em ạ, tôi ấy chút. Ok. Rồi. Còn một hạt trồng ở đây luôn. Đây các bạn, đây 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 đây, ống nhỏ bên này. Đấy. Rõ chưa? Ủa ôi. To lắm anh các bạn, to lắm, anh trông này. To thế. Sao to thế? Ok. Á chà, có Creeper kìa. Ủa ôi. Ôi. Sợ anh các bạn, tôi không hiểu sao mà tôi cứ nhìn thấy con Creeper nó to to vậy là tôi sợ, kiểu cảm giác láo đứng gần mình ấy. Lạc đào. Ủa ôi. Mông đẹp thế. Được đấy. Ok. Đây các bạn thử nhìn ta chân tròi xem có gì không. Rêu này. Cực kỳ là hợp lý luôn đấy các bạn. Được quá nhờ. Ống nhòm cực xịn đấy các bạn nhá. Lợn này. Để tôi nhìn cái mông lợn các bạn nào. Quay cái kia anh Long này. Quay cái anh Long này. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ủa. Được quá nhờ. Được quá. À, tuyệt. Chào anh cái kìa. Anh có chết cái đồ gì ngon không? Cho em xem thử cái danh sách chết của anh không nào. Xuống đây anh ơi. Tôi thấy là anh ấy chết toàn cái gì ấy. Không có đồ gì ngon anh ạ. Thì nói chung là chúng ta sẽ phải làm việc nó hơi bố láo tí á. Cho em xin hai em lừa nhá. Để em có cái dây. Để em có cái dây. Để em có cái dây. Ơ vì sao mà con này trâu đấy. Rồi chết rồi chết rồi. Đấy. Có hai cái dây rồi. Anh thường nhân lại cô đơn rồi. Chung là anh thường nhân là không bao giờ nên gặp tôi đâu các em ạ. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chứ đúng không? Chứ làm gì có chuyện chưa chả lẽ là chả lẽ đi tìm thì có mỗi cái hàng pha lê sau đó mình tha cho cái redstone và kim cương đúng không? Bây giờ phải tiếp tục đi tìm redstone và kim cương các bạn. Trong tập này tôi sẽ cố gắng tìm kim cương các em nhá. Ok. Đây thì đây bây giờ chúng ta sẽ lại xuống hầm tiếp thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đào tại cái hướng ấy nữa. Mà từ từ anh ạ, tôi thiếu đồ ăn quá. Thiếu đồ ăn quá. Cái rừng đồ ăn đó nhỉ, đây rồi. Đây, có đồ ăn mình làm này đi, cầm cái này chốc đống đồ ăn này các bạn. Ok. Đủ đấy. Quá giàu. Đi hang động cầm một ống nhòm chả biết được cái gì không? Ống nhòm cực xịn. Đó, ok. Bây giờ đào hướng này rồi thì đi hướng này, không đi hướng này nữa. Hết may mắn rồi anh em, mình đi hướng này tôi không nghĩ mình còn may mắn đâu. Đào hướng khác đi. Biết đâu lại được cái hàng pha lê nữa. Đấy, đi hướng cái này đi. Mới tí các bạn. Ok. Rồi, cắm cái đuốc cái nào. Đấy. Đào hầm chăm chỉ thôi nha. Ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Như anh em có thể thấy là hả, sau một hồi không, sau vài giây đào trên kia xuống đây và tôi lại đào lại xuống cái hầm này của tôi. Ok. Quái nào. À có bạc này, ngon. Có đào bạc luôn anh, đào bạc luôn. Tôi muốn tránh cái hầm mình qua ra quá anh ạ. Tôi không biết là kia còn gì không mà chắc không còn gì đâu đúng không? Không còn gì đâu thì được rồi, chúng ta cứ đào xuống một tí đi em nào. Có cách nào mình đào thẳng xuống đến kia không nhỉ? À được rồi. Vậy để tôi đào thẳng một phát xuống đến kia luôn anh em ạ. Đào xuyên có cái hầm thì làm sao? Không đặt được ở đây à? Rồi. Nào rồi, đi qua. Đó, ông ta xây cái đường đi như vậy anh em ạ. Ý. Ủa. Đặt vào đây này. Hết rồi. Ok. Đó, ông ta đã có một cái đường đi rồi. Đấy. Chỗ này chỗ tôi chặn vừa nãy nhỉ, để tôi chặn xa xa tí rồi. Đó, chặn như vậy là được. Ok các ấy, lại tiếp tục thôi. Holy shit đấy các em này. Tôi vừa đào thêm một tí sau đó thì nó lại xuống dưới cái hầm nào ấy. Vì sao mà ở đây nó có nhiều cái hầm nhỉ? Thế là đây là cái rãnh. Đây lại là cái rãnh nữa các bạn. What the hell? Sao xung quanh đây nhiều rãnh thế? Gì vậy trời? Anh zombie cái gì vậy anh? Hờ, không tới các bạn. Để qua tôi nói chuyện với anh zombie cái. Zombie ấy. Sao ở đây nhiều rãnh thế anh? À, anh ôi, what the hell? Cái gì đấy? Faker. Tôi mới chiêm ngưỡng skill của Faker nha mà. Ghê thật. What the hell. Ok các bạn. Đấy, đã có bạc rồi. Ngon quá nhở, cái này tầng bao nhiêu nhở? Ở 35 mà. Ok các bạn, chúng ta cùng xuống tìm xem có gì không anh em ạ. Có gì không? Cái gì đấy? Tôi nghe tiếng con skeleton này ạ. Tôi không muốn bị nó bắn rơi ở trên này đâu. Đi xuống này. Đó, tôi đi xuống mà. Cái đường vừa nãy mình xuống đâu. À đây. Cái đường vừa nãy mình xuống đây các bạn. Xong lần sau thì chốc nữa mình tìm đường, mình cứ tìm cái đường mình đi lên thôi. Đó, chốc tìm đường đi lên rồi. Đi xuống đây các bạn. Tối vậy. Ui từ. Cắm đuốc. À, cắm nhiều đuốc cho đẹp đấy các bạn, sáng. Tôi thích cắm đuốc lắm. Ok, có vàng này, ngon chưa? Tầng nhiêu ấy, tầng 12, ui ngon quá nhở. Chỗ này là khả năng tìm được kim cương. Ôi, có redstone luôn này. Đây màu đỏ này. Ngon, được. Được của nó đấy. Anh zombie nhảy. Ôi đông thế. Được. Càng quá. Ái cha. Thôi các bạn, để tôi chém lan bọn này. Xử bọn zombie này cũng nhanh thôi. Đó, để vì kiếm là mình chém lan rồi mà, nên là xử các bạn này cũng nhanh thôi. Không lâu đâu. Đấy, chết nhảy lắm. Ủa, từ từ đứng xa nào. Vì sao mà nó ra thêm một con nữa đúng không? Không hiểu là từ đâu nó ra thêm một con nữa. Ok. Đào tí bạc rồi, đào tí redstone này ạ. Thôi đào cái redstone trước cái quan trọng. Tôi thấy cái khối redstone này hay, để mình cái động vào nó thì nó đỏ lên khá là hay. Đào tí bạc anh em ạ. Anh em chắc cũng nhìn thấy đó là cái cuốc của tôi nó sắp hỏng rồi đúng không? Nghèo anh em ạ. Nhưng mà anh em đừng lo, bởi vì tôi cũng đã có mang thêm cái craft table rồi mà. Ô, nó có một cái hang động nữa ở đây à? Hay vậy. Xem nào. Xem thử nó có gì không nào. À không, thì nó đường đi lên thôi. Đó, nó cũng ở đây thôi. Đào tí ấy nào. Khổ thân, cuốc sắp nát rồi. Có vàng thì cũng ngon anh em ạ, cũng ngon. Nhưng mà thật là tôi không đánh giá cao cái vàng ở ngoài đời lắm đâu thật. Mà tôi đánh giá tốt cái vàng của địa ngục ấy. Cái vàng của địa ngục là thấy rất là ngon anh em ạ. Nó là mấy cái hạt vàng ấy đó. Mấy cái hạt đấy mà mình mà có cái fortune 3 ấy mình đào thích lắm. Chứ mà mấy cái khối vàng như này. Đây này. Đó thì mình có fortune 3 thì mình đào nó cũng ra khối thôi. Rồi mình về mình nung thì cũng ra có một cục chứ có mấy đúng không? Ít lắm. Ồ, ngọc lưu ly được quá nhở. Đấy thì như tôi đã nói tập nào đó ấy, là ngọc lưu ly là mình dùng cuốc đá mình đào được anh em ạ. Khá là tiện, mình đỡ phải hỏng thêm những cuốc bạc của mình. Đấy. Ngon quá. Kim cương đâu? Kim Cương đâu? Tìm được cả pha lễ rồi thì Kim Cương thì mau ra đi chứ, trốn cái gì các nhờ. Kim Cương không? Kim Cương không? Có than là không cần than đâu. Đào tí bạc đã. Rồi, cố gắng nhiều bạc tí các bạn. Chăm chỉ làm lụng anh em ạ. Có gì không? Sáng nhở? Ở trong đống này, trong này có nhiều lava nó sáng anh em ạ. Ui, nó có một phát 3 quặng luôn này, hay không này? Đẹp anh em ạ. Cắm cái đuốc cho anh em dễ nhìn. Đấy. Kệ cái đồng đi. Kệ cái đồng đi, tôi không quan tâm đồng lắm đâu. Nó chả hỏng rồi anh em ạ. Thì bây giờ mà hỏng rồi ấy, thì anh em có thể làm này. Anh có thể tạo ra lò nung ở đây luôn. Lò nung. Sau anh em nung bạc luôn. Đấy, một lúc nữa là anh em sẽ có bạc để anh em đào nốt. Ok, tôi đi tranh thủ đi thám hiểm thêm nào. Có Kim Cương không? Ái chà. Ui, lava ghê quá nhỉ. Chết cha rồi, tôi không xuống nước rồi. Tôi múc nước anh em ạ. Đây. Đấy. Ý, ui anh em ơi. Ui, đau tim anh em ạ. Chỉ vì một pha nhờn của tôi mà suýt tí nữa tôi rơi. Đây này, tôi nhảy xong rồi tôi bị đập đầu lên trên này sao ấy, tôi nhảy tôi bị đập đầu trên này ấy, cho nên là tôi bị rơi xuống, suýt tí nữa tôi rơi vào lava anh em ạ. Rồi ôi. Khá là đáng sợ. Ok. Ái chà, có ngọc lưu ly nữa này. Được. Chết rồi, cái đuốc của tôi ở đây rồi. Đặt lên tường cái này. Ok. Có Kim Cương gì không? Không có anh em ạ. Không có. Chưa thấy. Được bao nhiêu bạc nói vậy? Tôi để 64 bạc vào trong cái lò nung đúng không? Nếu vậy là tôi cũng đã được tôi cũng đã được 2 ô, tôi đã được đầy 1 ô bạc rồi đấy. Cố gắng đầy thêm 1 ô nữa là được. Đó. Rồi. Từ từ. Cắm đuốc đây các bạn chứ không quái spawn rồi đấy, ghê lắm. Tiện mình nung bạc luôn nhỉ. Tôi thấy ở nhà tôi cũng có nhiều than quá. Đấy, có bạc ở đây tiện tôi cho vào nung luôn đấy. Đấy, nung mà nhiều nung đi. Ok, tôi làm cái ấy nào, cuốc. Ok. Lại có cuốc mới ngay. Đào cục này. Khá là nhiều vàng các bạn, khá là nhiều vàng. Xong tôi sẽ đào thêm cái đây nữa. Mà nó có redstone trong này nữa đúng không? Vào đào thì có redstone nữa anh ạ. Đây rồi. Tôi chơi cái gùa này, tôi sẽ cố gắng tôi làm nhiều máy cho anh em xem. Tôi thấy có mấy cái máy hay lắm, kiểu kể cả có máy phăm sắt anh ạ. Nếu mình làm được cái máy phăm sắt thì là mình không bao giờ mình phải lo về chuyện là phải đi hang động tìm nó luôn. Thiệt lắm. Thế quái này mà người ta làm được cái máy phăm sắt giỏi nhỉ. Tôi bắt chước theo rồi anh ạ, để nào tôi bắt chước được anh em xem. Rồi. Từ từ. Phải cầm than đi chứ, để mình còn ấy chứ. Rồi, thôi tạm thời lấy đi các bạn, để mình làm cái đuốc. Đó. Đấy, xong lại cất vào. Ok. Ok. Xem nào, có gì không nào? Kim Cương gì không? Ái chà, ngọc lưu ly. Thật chứ cái ngọc lưu ly có mấy lần rồi đấy, nó cứ làm tôi cứ tưởng có Kim Cương các bạn. Rồi. Nhưng mà tôi nhận ra có một vấn đề khá là nan giải ở cái gua này của tôi anh em ạ. Đó là xung quanh đây không có làng. Tôi đã chạy xung quanh cái hòn đảo này thử một lần rồi, bởi vì tôi đã muốn tìm thêm một vài loại cây mới để tôi xây nhà đấy. Nhưng mà thấy có mỗi cái loại khu rừng đác oác thì thôi, không có thấy cái khu rừng nào mới hết đấy các bạn. Thế nên là tôi đang thấy khá là nan giải về cái chuyện là dân làng. Thì tôi đang nghĩ anh em ạ, có thể là tôi sẽ chữa cho zombie dân làng. Mà nếu mà muốn chữa cho zombie dân làng thì mình cần phải vào địa ngục anh em ạ, để mình có ok. Nói chung là trong những tập tiếp theo tôi sẽ cố gắng tôi tìm cách để làm sao để tôi giải quyết từ vấn đề mình không có dân làng anh ạ. Chúng ta sẽ tìm cách của đó để chúng ta có được vài anh dân đúng không? Đó. Sau khi chúng ta có vài anh dân rồi thì chúng ta đã có thể chết được đồ rồi. Giáp giết các thứ ngon. Lại ngọc lưu ly nữa kìa. Nhiều quá nhỉ, tôi đào thêm tí nào. Nhưng mà được cái là ngọc lưu ly nó cũng cho mình kinh nghiệm đấy. Đó, cũng được rồi, tôi làm thêm cái cốc đá anh em ạ. Thì chúng ta tiết kiệm thôi. Ui, sao hôm nay có mấy pha top team thế. Ok, cốc đá rồi. Cốc đá để đào những cái gì mà dùng cốc đá được ấy. Đó, ok. Ôi, cẩn thận nhá, đừng có chảy vào người anh nhá. Rồi 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 rồi, đi lên đây xem nào. Mà đi lên đây là mình đi lên trên rồi thì không có đâu đúng không. Tôi muốn tìm kim cương nữa anh ạ, vì tôi cũng đã tìm được bạc rồi này, là còn tìm được cái redstone rồi này đúng không. Bây giờ tìm kim cương anh ạ, bây giờ tôi muốn tìm kim cương quá. Tiện đi hoạt động và tìm kim cương luôn đúng không. Để chặn cái chỗ này lại xem ở dưới này có kim cương không anh ạ. Biết đâu đúng không. Uống tí nước anh em ạ, khăn nước quá. Rồi, ok. Đồng, nhiều đồng. Ok. Ái chà, cao vô. Ba cái rãnh ở dưới nhà mình luôn anh em ạ. Này đi lên rồi, cái này đi lên rồi. Đào tí bạc. Đấy, dùng quốc bạc đi cũng được. Đào cho nhanh. Ok các bạn. Bây giờ sao ta. Đây là mình đã ở tầng 14 rồi đấy. Tầng 14 đến tầng 11 là có kim cương đấy. Mà không thấy đâu ta. Hay là tôi có nên đào sâu bên dưới không ta. Hay là tôi có nên đào rộng ra bên cạnh không ấy. Kiểu đào mở rộng đấy. Để tìm cho nó ấy không ta nhỉ. Không biết đâu. Chỗ này chỗ nãy mình vào này. Không biết là cái bên kia nó có gì không. Không biết là bên này có gì không ta. Cái gì à, con rơi. Thế mà tôi cứ tưởng là con gì anh em ạ. Đấy, chờ từ nào. À ok. Có kim cương không. Shiny. Shine lên nào các bạn này. Tỏa sáng các bạn này. Không có gì à. Chưa thấy gì. Vẫn chưa thấy gì. Trốn kỹ phết. Phù thủy cười khúc khích. Phù thủy ở đâu đấy. Anh em có nhìn thấy cái bên tay phải vừa nãy không. Phù thủy cười khúc khích anh em ạ. What the. Giờ nghe ghê thế. Đào cái cục này nào. Rồi, phải cẩn thận đây các bạn. Chứ phù thủy là nó mà ném thuốc là mình cũng căng phết đấy. Nó ném mất nhiều máu lắm. Không biết trong kia có kim cương không. Hai cục là được mà. Không có rồi. Thường là xung quanh mấy chỗ lava sẽ có đấy. Nhưng mà không hiểu sao không có. Chứ mà nó cũng hiếm ấy các bạn. Được bao nhiêu bạc rồi ta. 34 rồi, ok, 34 cộng với 64 ở ngoài kia nữa là cũng sắp đủ đấy, tầm 32 bạc nữa là được đấy. Có gì không? Có khá nhiều redstone chứ không thấy kim cương cũng chưa thấy đâu. Để tôi đào ra đây là tôi đào qua bên này xem thử xem có gì không nào anh ạ. Có gì không? Ui ôi. Anh em nghe thấy nó cười chưa? Anh em nghe thấy tiếng nó cười không? Đấy, nó đâu đấy. Nhưng mà nó không ở dưới này đâu anh ạ. Tôi nghĩ là nó ở trên đầu mình ấy. Chắc nó đứng ở chỗ nào đó ở trên đầu mình ấy. Nó vậy có ai trên đầu mình nó còn một cái hang động nữa à. Căng nhở. Ok các em nhá. Anh không đợi tí để tôi đào xung quanh này. Để tôi tìm thử xem có kim cương không anh em nhá. Holy shit anh em ơi. Tôi đang đào tự nhiên tôi đào qua một cái hang. Ôi, ôi dồi ôi, giật cả mình. Mày. Ơ, ôi thôi. Ôi đông thế. Bắn nó đi skeleton đi. Hay quá skeleton à. Bởi vì skeleton láo nên là anh zombie đã giết skeleton rồi anh em ạ. Khổ. Ôi, ôi. Thôi mày thằng ấy. Ôi, suýt tí nó tuột xuống lava đấy các em ạ. Sao chúng mày chơi hèn thế. Hèn này. Láo thật anh em ạ. Láo thật. Tôi đang đào dở anh em ạ. Anh em ơi, có vẻ như là tôi không có tìm thấy được kim cương rồi anh em ạ. Chắc là để hôm nào khác tôi đi tìm thử anh em ạ. Để chứ nãy giờ tôi đào cái đường hầm tôi đào dài như cái gì thế này anh em ạ. Đây này. Đấy, tôi đào đến độ không nhặt được nữa rồi này. Nhiều lắm. Đào khá là xa. Tôi nghĩ bây giờ chắc là tôi sẽ lên nhà và tôi cất đồ, dọn đồ thôi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chúng ta không có tìm được kim cương nhưng mà chúng ta cũng tìm được khá là nhiều cái tuyệt vời rồi anh em ạ. Tìm được hang pha lê đúng không? Rồi thì tìm được cả redstone và bạc nữa. Đây anh em phải nhìn thấy giờ bạc của tôi rất là nhiều. Đó, 39 này, cộng 64 này, cộng thêm 61 cái ấy nữa này. Đó, rất là nhiều. Cũng có thêm cả đồng nữa, đồng gọi đó, đồng thêm 2 cục. Được rất là nhiều cái redstone này và ngọc lưu ly đó. Vậy ok rồi anh em ạ. Kim cương nào tìm sau. Thực ra kim cương ấy mình có thể đi loot ở trong mấy cái pyramid được mà. Mấy cái kim tự tháp ấy và mấy cái đền ấy đó, đúng không? Rồi thì mấy cái nơi mình loot được cái như kiểu là fortress ở trong địa ngục ấy, pháo đài địa ngục đúng không? Đó, nhiều chỗ mà. Nhờ. Ok anh em nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em.